Chào quý anh chị, hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị một lô đất nằm ở sau khu vực chợ Lai Uyên, cách chợ Lai Uyên tầm khoảng 200 m, với diện tích đất là 5 dài 40, trong đó có 80 m thổ cư, mặt tiền đường nhựa này luôn. Và em muốn giới thiệu tới anh chị là một cái lô đất này nằm mặt tiền hướng Bắc và giáp ranh với khu công nghiệp Bầu Bàng Mở Rộng và cách chợ Lai Uyên tầm khoảng 200 đến 250 m. Ngay cái cọc này cho tới cái cọc này là ngang 5 m, và sâu vào phía đằng sau kia là 40 m, và hướng này chính là hướng khu công nghiệp Bầu Bàng Mở Rộng đang mở sát vách bên đây luôn. Xung quanh thì dân cư cũng khá là nhộn nhịp, cho nên quý anh chị mua làm nhà ở hay là đầu tư thì cũng rất là ok. Thì hôm nay bây giờ em sẽ đi từ đây và quay từ cái khúc này chạy ra ngay chợ á, thì quý anh chị xem là tầm khoảng bao nhiêu phút. Em nghĩ tầm khoảng hơn 1 phút đi xe máy. Nếu như có công việc gì mà khách đến nhà hay là có tiệc đãi gì thì quý anh chị chạy ra mua, ra chợ mua gà mua vịt hay là mua thức ăn thì cũng rất là gần. Đường hướng bê tông này cũng đi xuống dưới kia thì cũng là thông ra hướng quốc lộ 13, và hướng này đi lên cũng vậy. Hướng đi lên bên kia thì có trường học ở Ánh Vành Khuyên. Và bây giờ em sẽ chạy ra ngay chỗ khu vực chợ để cho quý anh chị xem là tầm khoảng 200 m hay là 250 m hay là 300 m nha. Thì tất cả các cái đường ở thị trấn Lai Uyên này đều là đường bê tông hết. Đấy, cho nên chạy từ quốc lộ 13 vào tới nhà là đều mặt tiền đường bê tông, không có đường đất nào. Và mình cua vào cái đường này nữa là ngay tới chợ rồi. Anh chị thấy đất như vậy nó có gần không? Đúng không ạ? Đây, đây, ngay cái ngã ba này mình rẽ trái là ngay tới chợ. Đây. Đây, 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 đây chính là đường ra chợ, và từ đây là chợ khoảng 50 đến 100 m. Không biết anh chị đã thấy chợ ấy chưa? Đấy. Thì dân cư sống gần chợ thì còn phải nói nữa, rất là đông và rất nhiều rồi, đúng không ạ? Rồi, chợ đây ạ. Thì chợ này chỉ mở vào buổi sáng, và buổi chiều thì người ta chỉ bán những hàng tạp hóa thôi, còn các cái thức ăn rau củ quả thì người ta chỉ là mở bán buổi sáng thôi. Đấy, gà này, đấy, thịt heo này, đủ các thứ, thì tha hồ anh chị mà mua về mà làm đồ nhậu ha. Nói vui vậy thôi, chứ chợ này được thành lập cũng đã lâu rồi. Từ khi em sinh ra thì em tới đây thì em cũng thấy cái chợ này rồi, và cái tiện ích em thấy như ở đây thì cũng rất là ok. Em thấy cũng rất là gần chợ. Và từ đây mà chạy, từ đất mà chạy ra quốc lộ 13 em nằm khoảng tầm khoảng 400 m hoặc là 500 m, thì mình cứ cho là 500 m đi cho nó chảnh. Đấy. Bây giờ em sẽ đứng ngay cái chỗ này, em sẽ quay lên cái bảng chợ Lai Uyên. Đấy, sầu riêng này, chuối này, quá trời luôn ha. Rồi ok, dừng lại đi. Đấy, anh chị thấy chưa? Chợ Lai Uyên đấy ạ. Đó, em zoom lại để cho anh chị thấy nè, chợ Lai Uyên đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ em sẽ từ chợ này em chạy xem có những tiện ích gì nha. Cái hướng này là hướng lên trên thành Bù Đăng, Bù Đốp nha anh chị. Rồi từ đây mà chạy xuống dưới chỗ cái gặp mình đầu tiên là bưu điện của thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng nha anh chị. Thì qua cái quán dê này là tới này, để em chạy qua bên đường bên kia, sát bên kia để quay cho rõ ràng cho anh chị thấy nha. Qua đường pip pip pip, xin nhan qua đường nào. Rồi ok. Đây chính là trung tâm y tế. Đây, trung tâm y tế huyện Bầu Bàng là nằm ngay đây ạ. Đây, trung tâm y tế huyện Bầu Bàng nằm ngay đây nha anh chị.
Rồi ok. Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo là cái gì đây nào? À, xốp mẹ và bé này. Đấy, thì anh chị muốn đi xốp hay ok ha, quán cà phê này kia đầy đủ hết. Rồi và đây chính là bưu điện nha anh chị. Bưu điện thị trấn Lai Uyên và đây chính là Hội đồng nhân dân thị trấn Lai Uyên, tức là Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên anh chị. Và tiếp tới cái đèn đỏ này em rẽ trái là em đi vào tầm khoảng 150 mét hoặc là 51 mét gì đó là ngay ngay trường học cấp 1 và cấp 2 của thị trấn Lai Uyên. Còn ngay cái chỗ này là trường mầm non thị trấn Lai Uyên nha anh chị. Hiện tại đang được tu bổ và xây dựng lại. Rồi em sẽ chạy thẳng vào chỗ trường học cấp 1 và cấp 2. Thì nếu như quý anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì có thể liên hệ trực tiếp với em 0356 555579 nha. Đó là số điện thoại chính của em, cũng là số Zalo của em đấy. Và nếu như anh chị cảm thấy hay, ý nghĩa thì anh chị cho em một like, một đăng ký kênh để em đưa ra những vị trí và những miếng đất đẹp hơn và rẻ hơn ạ. Và đây chính là trường tiểu học Lai Uyên nha, tức là trường cấp 1 đấy. Còn cấp 2 chắc phải xuống Bầu Bàng rồi. Đây là trường tiểu học chứ không phải là trung học ạ. Rồi ok ạ. Và nói chung là các cái tiện ích xung quanh đây thì rất là tiện lợi cho các quý anh chị mua để đầu tư lâu dài hay là để xây nhà ở. Nếu như anh chị cần hỗ trợ ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị ngân hàng tầm khoảng 50%. Đấy. Rồi cái video em làm đến đây cũng là hết. Thì em xin chào quý anh chị, chúc quý anh chị một buổi chiều, buổi sáng, buổi tối tùy lúc anh chị xem ha. Thật là nhiều may mắn. Em kính chào quý anh chị, chúc anh chị đầu tư tốt và có một căn nhà đẹp và có một miếng đất là vị trí tốt. Nếu video cảm thấy hay, các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh. Và các bạn nhớ bấm vào cái chuông và bấm vào tất cả để được nhận những thông báo mới nhất về tất cả các video. Và bấm chia sẻ.